Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Và trong cái video clip của ngày hôm nay thì em lên sóng để giới thiệu cho tất cả các bác một số các cặp loa vừa cập bến tại Kiên Trung Audio. Trước khi đi vào phần chi tiết thì các bác nào đang xem kênh của Kiên Trung mà chưa kịp đăng ký kênh, các bác vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và cho Kiên Trung một nút like để cho các video test và báo giá sản phẩm hàng về như thế này đến được với nhiều các bác chơi Audio trên toàn quốc. Kiên Trung xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Và đi vào chi tiết của cái video này thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho các bác hai cái cặp loa vừa mới về tại Kiên Trung Audio. Hai cặp loa của Mỹ các bác nha, có thương hiệu là Infinity. Hai cặp loa cây rất là lớn luôn, cao 1m2, cao 1m2, gồm hai bát 25, một con chung 12 và một con chép Emit của hãng Infinity. Đây là một trong những cái con chép rất là nổi tiếng, dòng Emit R. Và dòng này dòng là đời cao nhất, chỉ được gắn thêm trên các cái thân thùng của những cặp Kappa 90 và Kappa 100 thôi. Đấy, các bác thấy, nhìn thấy là bốn loa trên một thân thùng được thiết kế thẳng hàng, thùng cao 1m23, rộng 38 và sâu 39 cm. Loa thì nặng khoảng 90 kg một cặp loa này. Công suất từ công suất 300W, nhưng tuy nhiên thì đáp ứng của cặp loa này đầu công suất đầu vào chỉ từ 30W trở lên, nên là cặp loa này rất là dễ đánh. Cặp loa này là của hãng Infinity, có model là Infinity Kappa 90, thương hiệu Mỹ và được sản xuất tại Đan Mạch các bác nhé. Một cái thân thùng rất là sang trọng, được vuốt về phía sau, một màu gỗ sồi vàng rất là đẹp luôn các bác nhìn này. Tất cả các cái logo được gắn thẳng lên cho cái vách căn của thân thùng luôn. Hôm nay em về được hai cặp. Lưới thì được chia làm hai mảnh bằng nhựa các bác nhá. Đây lưới nhựa. Lưới nhựa màu đen đây. Được gắn thẳng vào vào các cái mặt và chìm trong cái thân thùng, nhìn trông rất là đẹp luôn. Cặp loa này thì về trong tình trạng thì zin nguyên bản và đẹp xuất sắc. Một cặp gần zin. Một cặp thì chắc là em sẽ phải thay. Thì bác nào quan tâm đến cặp loa Infinity Kappa 90 thì bên em sẽ có hình ảnh chi tiết để gửi cho các bác. Cặp loa này rất là đẹp, cao to, tiếng cũng rất là hay luôn, mà giá ở thời điểm này là rất rất tốt các bác nhá. Bên em thì hàng Infinity thì cũng thường xuyên nhập và có những cái giá được rất là tốt để cho các bác chơi và trải nghiệm. Infinity Kappa 90, cao 1m2, rộng 38, sâu 39, công suất là 300W một chiếc. Bốn loa trên một thân thùng gồm hai bát 25, một con chung 12 và một con chép điện Emit. Ngày hôm nay trong video này thì bên em giao lưu với tất cả các bác với cái giá 18,5 triệu đồng. 18,5 triệu đồng cho cặp Kappa 90, một cặp loa cao to, đẹp, xuất sắc luôn. Bác nào quan tâm thì bên em sẽ gửi ảnh chi tiết cặp loa này để cho các bác tham khảo. Giá trên thì chưa bao gồm phí vận chuyển. Những dòng loa này bên em thì luôn luôn là bao zin bao xịn và bảo hành cho các bác 3 tháng các bác nhé. Chuyển sang cái cặp loa thứ hai. Một cặp loa thì bên em cũng đã thường xuyên hàng về rồi, một cặp loa Pioneer CS616. Con này thì cũng không phải giới thiệu nhiều với các bác. Chất âm của con này thì rất là hay rồi, gồm một bát 30, màng giấy và gân vải xếp tẩm dầu kiềng xương đúc, một con chung giấy là 12 và một con xếp giấy khoảng 10 cm. Pioneer CS616 lỗ thừa được phía trước, hai tinh chỉnh cho hai giải mít và giải chép. Thùng thì xi vân gỗ các bác nhé, thùng xi vân gỗ vuông thành sắc cạnh rất là đẹp luôn. Lưới vải zin đầy đủ tem mát. Con này có sự trở kháng là 6,3 ohm và công suất là 100W. Đánh rất là hay luôn. Với những dòng Pioneer CS616 thì các bác có rất nhiều các cái lựa chọn để ghép với những cặp loa này. Chẳng hạn như là Sansui 607 Intercard, rồi những cái dòng 607 MR, hoặc là những dòng Pioneer 7800 Mark II, hoặc 8900 9800 đều đánh rất là hay luôn. Ngoài ra thì các bác có thể đánh được Mazang, Luckman, thì
là tuyệt vời rồi. Đây, cặp loa này về trong tình trạng rất là đẹp luôn các bác nhé. Vuông thành sắc cạnh, không lở loét, không bể lở. Bạn nào quan tâm thì bên em sẽ chụp hình chi tiết cặp loa này để gửi cho các bác. Đây, em quay thật chậm để cho các bác ngắm nhìn cái tuyến loa của cặp loa Pioneer CS616 này. Rất là đẹp luôn nhé, kiềng không rôm rỉ. Các bác lưu ý này, kiềng không rôm rỉ. Những cái dòng này mà kiềng rôm rỉ thì cái hình thức và xuống nhìn rất là xấu, và cái giá thành thì cũng khá là rẻ. Quan trọng là những cái cặp loa này thì bên em tuyển lựa được về kiềng rất là đẹp các bác nhé. Em xin thông báo giá luôn, cặp loa Pioneer CS616 bát 30 bằng giấy, gân vải xếp tẩm dầu, tiếng rất là hay luôn, về trong tình trạng đẹp xuất sắc luôn, từ căng lưới zin tuyệt đối luôn các bác nhé. Thì bên em giao lưu với các bác với cái giá là 13 triệu đồng, giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Bác nào quan tâm thì bên em sẽ có hình ảnh chi tiết để gửi cho các bác. Và cuối cùng ngày hôm nay là một cái cặp loa mà về còn nguyên thùng các bác nhé. Nói chung là cặp loa này thì không có cặp nào mà có thể qua đẹp qua nó được. Cặp loa thì về còn nguyên thùng, Pioneer S170 hai la mã. Đây các bác, đầu tiên em sẽ quay tận cảnh cho các bác xem chi tiết của cái cặp loa này. Tất cả các cái lông kiềng sáng choang như mới, như chưa sử dụng các bác nhé. Đó, như chưa sử dụng luôn. Đương nhiên cái dòng này thì về phải thay gân rồi, em đã thay gân bút rồi. Nhưng các bác nhìn thấy các cái kiềng này, nhìn nó nét lên nẹt, đẹp như chưa sử dụng, như mới toanh luôn các bác nhé. Không thì góc cạnh đây cực kỳ đẹp luôn, không cấn không xước. Bác nào mà muốn có một cặp sưu tầm và nói và muốn cặp loa mà không có vết xước, không tì vết thì các bác chọn cặp này. Thực ra thì cặp này thì bên em rất lâu rồi mới kiếm được những cặp nó đẹp như thế này. Đó, nó đẹp như thế này các bác nhé, đẹp không tì vết luôn, em nói là đẹp không tì vết luôn. Đó, mà để kiếm được một cặp này thì em phải nói thật là có khi hàng một vài năm may ra mới kiếm được những cái cặp như thế này. Đó, đẹp không tì vết luôn. Tuyến loa này các bác nhìn này, đó, sáng choang luôn. Độ đẹp thì không bàn, mà bây giờ chỉ bàn về giá thôi các bác nhé. Cặp này thì có chiều cao cũng rất là khiêm tốn thôi. Cặp này thì tiếng thì rất là hay rồi. Chiều cao nó rơi vào tầm khoảng 58cm. Chiều rộng thì khoảng 30, 30-32. Chiều sâu khoảng 30. Pioneer CS S170 là đàn em của những thế hệ 180 đấy ạ. S170 hai la mã thì gồm một cái bát 26cm màng carbon và gân mút, một con chung 12 và một con chép điện cao cấp của hãng Pioneer. Về trong tình trạng thì đẹp xuất sắc rồi. Công suất là 120W một chiếc, trở kháng 6,3 ohm, độ nhạy 93 decibel, cực kỳ dễ đánh, tiếng cực hay luôn. Với một âm ly cỏ tầm như Pioneer 7.900 khoảng 3-4 triệu đánh vào với cặp Pioneer S170 này tuyệt vời luôn, tiếng rất là hay. Thùng vân gỗ các bác nhìn này, nó mới đến mức như thế này cơ mà, nét cái nét. Và đây em, và đây cái căng này, căng của nó căng màu hơi nâu các bác nhé, màu hơi nâu. Đây, nhìn nó đẹp thế này từ cái tem mát luôn. Và đây là cái thùng đựng nó đấy. Đó, thực ra cái thùng thì sử dụng lâu rồi thì cái thùng cũng còn nguyên. Đó, rất là đẹp luôn các bác nhé. Em quay một lần nữa lần phía sau để cho các bác xem này. Nhìn cái thùng loa rất là đẹp luôn, hậu loa rất là đẹp luôn, nét là nẹt luôn.
120W cho một chiếc, tiếng rất là hay. Cái cặp Pioneer S170 thì ngày hôm nay thì thực sự là chỉ cho các bác nào yêu đồ đẹp, yêu sưu tầm thì các bác hãy chọn lấy ngay cặp này, vì em nói thật là có khi phải đến vài năm nữa bán đi là không mua được đâu. Với những cặp này thì hôm nay giao lưu với các bác với cái giá là 10,5 triệu đồng. 10,5 triệu đồng cho một cặp loa S170 hai la mã. Tuy rằng là có cao hơn thị trường một chút đấy, thế nhưng mà để mà kiếm được nó thì chắc rất là khó. Em cũng chưa chắc là một vài năm nữa có kiếm được một cái cặp như thế này hay không. Thế mọi thông tin chi tiết thì về cặp loa S170 thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0968366369. Thì bên em có hình ảnh chi tiết để gửi đến tất cả các bác. Trên đây là ba cái mẫu loa mà ngày hôm nay giới thiệu với các bác. Video của ngày hôm nay thì xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video clip sau.